chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với phố ATX Real Estate hay là phố Texas Channel. Hôm nay Lina đang đứng ở một nơi rất là xa, cái thành phố này gọi là St. Marcus, cách thành phố Austin mình hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì Lina cũng có khách hàng, mình làm cho khách hàng vừa ở bên North hay là South của Austin, và mình cũng có thể đi Houston và Dallas nếu mà các khách hàng của mình cần thiết cái service của mình ha. Tuần này cho một khách hàng của mình, mình tìm nhà cũng gần 1 năm trời rồi, cuối cùng là mình tìm được một căn nhà mà được ưng ý và vào cái khuôn khổ trường học tốt cho con cái của anh ta, chị ta. Cái khu nội gọi là Blanco Vista, nó nằm ở thành phố St. Marcus. Thuế đất ở đây rất là rẻ, chỉ có 2.3% property tax thôi, và HOA ở đây là chỉ có 35 đồng một tháng đó. Thì căn nhà này đó thì giá của nó là đâu tương đối cũng khoảng từ 385 tới 400, thì khách hàng mình mua với một cái promotion rất là tốt, cho nên mà khi trả thì vẫn dưới 385 ngàn. Trong đây đó là có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và cộng thêm một cái office. Xong thì khi mà vào nhà đó thì các bạn nhìn bên tay trái của mình có một cái office, cái chiều rộng rất là rộng, cỡ khoảng 10 x 13 feet đó. Thì đây nó có cửa sổ trong office thì cũng được làm bằng cái floor gỗ luôn các bạn ha. Thì nó cũng có cái double door đó. Thì bây giờ mình bước ra đây, sau khi cái office đó, thì đi theo đi ra tới là một cái bếp. Ở bên tay trái là một cái phòng giặt. Phòng giặt đó thì người ta lót giặt. Hồi nãy Lina mới nói là căn nhà này đã có 2.1 x 8 square feet, một lầu và hai car garage, 2 chỗ đậu xe, rất là rộng. Và sau đây giới thiệu với các bạn một cái căn phòng family với cái kitchen rất là open, là một cái không gian mở rộng. Castle Rock là cái người đưa đời của căn nhà này. Castle Rock xây nhà cũng rất là khá, nói chung là làm ceiling rất là cao. Ceiling ở đây là bắt đầu là 9 feet lên 10 feet và cái cao chiều cao nhất là 12 feet. Thì ở đây nó có một cái cathedral ceiling, cho nên là có một khúc thì 9 và khúc thì 11 và 12 feet, cho nên nó làm cho cái căn nhà cân đối cũng rất là dễ thương. Ở đây đó là cái người chủ mà khi mà họ xây cái căn nhà này đó là họ muốn về nhà tự làm cái island, cho nên là họ không có đặt cái island vào đây. Thì khi mà cái người chủ nhà đầu tiên đó là đã ăn offer của căn nhà này rồi, thì cái người khách hàng của mình đã vào mua căn nhà này thì họ sẽ đã missing cái phần này. Nhưng mà không sao, nếu mà khách hàng của mình muốn bỏ vào một cái island như thế này đó, thì khách hàng cứ liên lạc với Lina, Lina sẽ giúp, có contractor sẽ làm cho các bạn những cái loại granite countertop rất là đẹp và những cái kiểu rất là đẹp cho theo ý của mình. Và hôm nay đó là các bạn thấy tủ là cũng 40-42 inch high ở mấy cái điều được khác, thì là những cái đồ đã upgrade. Cái mà Lina thích nhất ở đây là một cái sink, nó rất là lớn. Và trước cái sink nó lại có một cái cửa sổ nữa. Cái cửa sổ này nó mang rất là nhiều ánh sáng. Thật ra là đàn bà của chúng mình thì thích nấu ăn, nấu uống, rửa chén này nọ, nó có ánh sáng cái cửa sổ. Và cái counter cái chỗ này á, gần cửa sổ đó mình có thể để những cái chậu to nhỏ nhỏ rất là dễ thương, rất là mát mẻ đó. Rồi ở đây là backsplash làm cũng bằng gạch màu xám. Thì cái modern color bây giờ là màu trắng với màu xám, cho nên căn nhà này nó rất là modern. Thì nữa đó là Castle Rock đã dùng GE appliances cho cái căn nhà này, microwave với dishwasher, máy rửa chén và cái lò nấu đều là sản phẩm của GE ha. Thì nó là một cấp cao hơn là mua. Trước khi mình đi vào cái phòng master với family room đó, thì mình sẽ đi đến hai cái phòng ngủ ở phía bên tay phải. Thì ở bên đây là pantry, còn ở bên đây là có hai phòng ngủ hai bên, với lại một cái linen closet để mình để khăn hay là để mềm gối gì đó cho hai cái phòng ngủ này share nhau. Và kế đó là một cái phòng full bath được sơn một màu trắng, gạch men màu trắng luôn. Các quý vị Việt Nam của mình ai cũng thích
màu trắng, người ta thấy sạch sẽ. Ngủ bên đây đó thì nói chung là diện tích nó cũng rộng, những căn nhà mới bây giờ là cái diện tích nó cũng như nhau, vừa đủ một cái giường với lại cái bàn học và một chiếc ghế ngồi, rồi cộng thêm cái closet walk in luôn cho những thành phần trong gia đình mình ở. Cộng thêm đây thêm một căn phòng nữa là căn phòng thứ hai, cũng có một cái walk in closet luôn, và có chiếc cửa sổ ceiling ở đây. Trong đây là 9 feet nha các bạn, ceiling bên ngoài đó là tới 11 và 12 feet luôn. Ok, bây giờ đi theo Lina đi vào cái phòng family room. Đây, cái khu này thì nó là một cái khu rất là mở rộng ha. Ở đây có hai cái cửa sổ, thì thường thường mình bước vào cái căn nhà mà cái chỗ nằm cửa sổ đó là cái indicate, có nghĩa là nó cái phòng này, cái area này là mình để một cái bàn ăn rất là tốt luôn đó. Thì cái bàn ăn đó mình để sát ở đây thì mình nhìn ra mình thấy cái view ánh sáng và đầy đủ. Thì cái khu này, không gian này đó, tuy là nó không có ngăn ra, nó open, nhưng mà một cái khu đây là dining area. Ok, xong rồi tới bên đây đó là cái family room. Thì cái phòng đây đó mình để TV và ghế sofa và rất là nhiều cửa sổ luôn, rất là nhiều ánh sáng tự nhiên và ceiling rất là cao thoáng. Castle Rock đó, xây nhà đó là tất cả những cái lady ở trên đây là reset lady. Thì những cái nhà bây giờ đó họ chuyên môn làm như vậy, chứ họ cứ làm đèn thòng xuống cửa, cho nên là nó là modern chứ không phải là classic giống như hồi xưa. Cho nên nhiều người trẻ bây giờ họ thích như vậy. Và đây xin mời các bạn theo Linh Lan đi thăm cái phòng trang cái phòng Castle Room và Castle Rock. Thì ở đây đó là builder cũng view in sẵn hết những cái wiring để cho TV. Và các bạn nhìn lên cái ceiling ở đây đó, thì họ cũng làm hoa văn một chút xíu, kiểu mà có bậc cấp lên hay là cho nó nhìn đỡ chán. Mà cái ceiling nó raise lên khoảng một feet nữa, cho nên nó cũng hơi đặc biệt hơn là những căn nhà bình thường khác. Đi vào đây đó là một cái double sink vanity và có một cái bathtub nữa. Thì màu tủ ở đây là đều là màu xám đó, thì họ cũng upgrade bỏ mấy cái đèn này lên ở trong đây rất là sáng. Và có ở đây đó thì mình có một cái bathtub và có một cái cửa sổ rất là lớn luôn. Vì cái lý do mà họ để cái cửa sổ mình có thể thấy được đó là tại vì nó có cái view ở đằng sau đó các bạn ha. Thì nếu mà mình muốn privacy thì mình chỉ cần pull cái blind xuống là private, còn nếu mà mình muốn có một cái view buổi tối hay buổi chiều đó không có ai nhìn thấy đó, mình có thể mở cái cửa sổ này ra nhìn giống như hình mình đang nhìn bây giờ, cũng rất là thoải mái và sảng khoái. Đây là một cái phòng private bath, và cái Vina cũng thích là cái shower này đó, không có phải là một cái doorless, nhưng mà nó cũng là không có nhiều frame, cho nên mà cái mẹ lên của cái đôi cũng rất là dễ đó. Nó sẽ xây thêm một cái bậc để mình ngồi khi mà mình tắm rửa rồi này nọ đó, mình cần trà chân hay là gì đó thì mình có thể ngồi trên đó nghỉ ngơi chút xíu cũng được, rất là dễ thương. Kế bên đó là một cái walk in closet rất là lớn. Trong đây walk in closet thì họ cũng bỏ mấy cái wiring trong đây để mình install cable này hả này nọ. Trong đây builder cũng đóng sẵn hết mấy cái shelf và những cái bar để mình hang quần áo. Nó có hai tầng, một tầng ở trên, một tầng ở dưới, rồi cộng thêm cái tủ ở đây cho mình xếp quần áo hay là căn mình để đây, rất là tiện nghi đó. Cái gạch ở đây cũng rất là dễ thương ha, màu xám màu trắng. Rồi cái shower đó thì họ cũng làm cùng cái loại gạch để cho nó match up với nhau cho một cái màu nó rất là modern. Thì nói chung nó cũng trung bình thôi, không có to lắm mà cũng không có nhỏ lắm. Thì miếng đất ở đây thì cũng tổng cộng cái miếng đất ở đây là trên 5.000 square feet. Thì căn nhà nó đã 21 square feet rồi, thì còn lại đó là 3.000 square feet là cái yard, thì là một nửa sau nửa trước. Nói chung là cái miếng đất này nó rất là dễ thương, tại vì nó có một cái view ở đằng sau rất là đẹp.
tuy nó không có rộng nhưng mà nó vừa đủ để mình trồng trọt hoa quả hay là rau cải đó cho một gia đình nhỏ, rất là dễ thương các bạn ha. Nói chung là ở đây trường học rất là tốt, cái khu rất là tốt, vừa có trail, vừa có park, rồi vừa có chỗ chơi thể thao, cho nên nó là HOA vẫn rẻ, có 35 đồng thôi, cũng có hồ bơi nữa, cho nên là người khách hàng của mình rất là thích khu này. Nếu mà các bạn nào có thích mua nhà ở khu này đó, Castle Rock đang hiện tại đang còn rất là nhiều nhà, đang nhà đã xây xong inventory home á, thì các bạn hãy liên lạc với Lina. Họ có một cái incentive rất là tốt là nếu mình đi với lender họ sẽ cho mình khoảng 2-3% cái tiền incentive, còn nếu mình đi với lender riêng cũng vẫn được, mình vẫn được 2% đó, cho nên là cái giá thì nó negotiable, thì nó sẽ trả giá xuống cho các bạn ha. Thì vậy thôi, Lina xin tóm tắt cái video này. Những cái thông tin của Lina nằm ở đằng sau cái video đây là Vista Blanco Community và nằm ở thành phố St. Marcus. Xin mời các bạn xem Lina ở trong video lần sau ha. Xin tạm biệt.